lonely, đừng làm cho anh ta thua theo vì đi. Yêu gì đừng ra tay thì chúng anh chết đi. Vì đi không phải con rồng mà là con dung đã. Vì đi không phải con rồng mà là con dung đã. Không phải con rồng mà là con dung đã. Vì đi không phải con rồng mà là con dung đã. Chết mày mày đừng gà. Gà Việt rap đây sao hả? Rap như con cặc gì mà cũng mày đặt đòi giết Việt rồng hay sao? Nói pháo tụi tao lép thì nghe lại bài của tụi mày đi. Tao dạy cho mày rap nè. Yeah, we back to the game. We back to the game. We rap the Z. We rap the Z. We gonna give you a bit of dead dead. COD AZ times 4. Look. The COD time, COD time. We the all-star at this time. Yeah, we the all-star. Motherfuckers, here we are talking. Fuck that, bucket us now. Yeah. From the Z time to the COD, we OG. From the hip-hop up the ways that go crazy. Fast is so silly, wacky is aiming, yeah. This is real shit that I draw from my enemy. Mid-side, north-side, west-side, my south-side. Which of the gun is the play where you need rap? See my gangsta in the ZB and the witch slap. 30 minutes and enough to get fit. Grab, feel this world stand on the sea. Grab, who wants souls? Give it all, can't give it. Grab, ain't no napping. West, you're heading. Me. Receive, rock your beat, no it's for you, you big lady. Yeah. Raise on your soul, sick. Yeah. But you know you big. Can't speak bad, make it, it's the real shit. N18, so the talker team machine. Motherfucker. Hey. Yeah. Muốn chơi, tao thuyền lũng mà cũng muốn cùng đường bơi ra khơi sao. Giờ tụi mày đòi làm sóng mày định hôn tao. Biết thiệt lòng hành tráng nhỉ. Nở mũi đi, nở đi mày nở nửa đi. Nở nè, nở nở không mẹ mày. Tên đập chết con mẹ mày. Cho mày lễ nộ, em tập phạt chết con mẹ mày. Vì cái tội để lộ demo cho tụi tao lấy beat. Chưa tao yếu và hỏng. Muốn thay được chú thì tao cho mày thắng ở trong mộng. Tụi mày nên tránh nhau khi mà chúa hò. Bởi vì thánh đường không bao giờ có chỗ cho chúa hò. Cho với ta cả siêu đi giấc mơ chưa thành thực. Thường được từ sau lòng mày đen trên mây mà hãy có thành thực. Rapper hạ, mọng rapper hạ. Đúng theo bằng tao, hạ lâu trên bàn mày như hát kẹo. Ta vẫn cứ biết vẫn cứ đi bằng chính một cái nhịp biết. Còn mày thì vẫn sẽ tiếp nghe theo tao. Dẫn biết vẫn không được kịp hit. Nhà tao vẫn là hit. Nhất vào tao mày mày sao nghe vừa khít. Còn nhà mày vẫn là xin xứng đáng để tao mang cho điết. Mày nói ta nghe nhạc không thông và trình có vấn đề. Và giờ ta đã đặt câu hỏi cho mày như là thầy giáo có vấn đề. Thì đừng quan tiểu bậy mà ám ám ăn múa con ngày bị tao sờ đầu. Hay thơ thì đã bị tụi ta diss thì đừng có giải vào đâu. Skill tao vẫn sâu và đang dẫn kèm cái flow. Điều chuyển và mềm mại nhưng mà thấm mặn ngay cái đầu. Ta sẽ tụi mày rồi nha, đơn giản như ăn bánh pizza. Pizza của tụi mày bị ta thuộc như đang đánh ghi da. Tụi mày như ngồi trên đống lửa. Lần trước bị lít cho tay nát thì lấy con cặc gì chống nữa. Rap Việt đã bị tụi mày làm u mê thật khó chữa. Con mẹ mày phát với chó như phù thuê cũng khó chữa. Vì đi đã lộn hết mặt nạ tụi mày sao còn xảo biện. Tây phương bất bại đã khẳng định rõ trình độ rap lão luyện. Một mình tao cách một bàn thì tụi mày chiến vẫn không nổi. Rap Việt có anh em tao thì nhạc của mày vẫn không nổi. Nhưng tớ đã tự cho như lỗ cho hồ vẫn hằng máu. Tay tao cầm đã có bóng tụi mày chứa đồ mà văng máu. Thanh ngó từ trên cao đánh chó nhớ tên tao. Nhớ kỹ đi gì ra ám ảnh tụi mày khó quên tao. Có đứa muốn quên mau bị đánh muốn quên đau. Đảm bảo tôi diss bài này xong là tụi chó nó đéo có quên đau. Trên đồng từ giặc này thì đòi giết ai. Lyric sâu sắc vô đó nhắm lồn này được cái viết sai. Lúc gặp vào lồn mày rap nghe sao mà điếc tai. Mày nghe bài diss của COD thì bọn mày điếc tai. Nhưng mà cố gắng gương, bọn mày cố gắng gương. Flow tao mày thắng thường, flow mày vẫn bắn sườn. Tao diss mày tung bùi, vừa diss vừa rung đùi. Lần này giết chó đéo phải một con mà tao giết một nồi. Chó mày thật không lại đi hỏi làm sao mày trở thân. Chưa đi bọn tao cũng vậy và vẫn chiến thắng như mọi lần. Thắc mắc chi khi tình bọn mày thua tao đến mọi phần. 17 verdict vừa định gây nước cho tao hay sao vậy lưới mở đơn. Flow tao hết nhịp này nhìn sao cứ thay phiên. Rồi sau đó tao mới đưa một lúc 17 đứa về tay thiên. Đã nói là chiêu đi tuy nhỏ nhưng không dễ hồ. Còn cái thằng GBA lớn rồi sao cứ để hồ. Chưa đi bọn tao là một gia đình chứ đâu có phải chùa. Thích biết thì sẽ có thằng đơn tiếp bồng bay đâu cần phải hồ. Một lưỡi chưa rặn đéo nổi còn vô nghe như thì sắp thiến. Gào lên gào xuống chân mai mà rap mấy thằng đi chắc tiếng. Tao không cần gào nhưng cũng muốn cho mày đi sát điến. Và lyric tao vương vần từ từ cũng cho từng câu miên tắc tiếng. Hỏi đời là tại sao? Why? Hỏi mày là cái nào? Why? Đời không như thơ, nó cứ là mờ. Nghe nhạc tụi mày sao tao ngứa cái lờ mỡ đầm mờ. Web cái của lờ như một đống phế liệu với đẹp phủ mờ. GVA là trời của tao sẽ là chúa. GVA là da của tao sẽ là búa. Hey everybody, sao bao nhiêu và tất cả tụi nó tự xưng là chúa.
Nhưng tụi mày cũng biết được rằng biết bao nhiêu họng súng chĩa vào mày và chuẩn bị phẳng. Trái đất là hình tròn, những xã hội là mặt phẳng có khó chứ khi tao lên đạn mà bóp cỏ. Xin lỗi sao tao thấy ai đó giúp con bò, còn lũ khốn kiếp theo sau những đám đồi nhặt mà bỏ bò. Tao ghê tởm mà chửi chúng mày có một bài rap. Thế nào là GVS, là cái tên để tao lông mẹ. Bắt đầu từ đầu, tao đã ghét tụi mày từ lâu. Bây giờ tao phủ đầu để chứng minh tụi mày chỉ là một lũ bu lâu. Giết mày tao giết bằng từ ngữ, giết cây thế này đã đủ chứ. Tao nói này, mày từ nhật trong quãng đường phố, suốt ngày thì online mặc sơ mi với quần mồ. Tao nói cho mày được biết tấn đã sang chùa, thế này cho mày được biết chùa đã sang trần. Viết, tao vẫn cứ viết, viết, tao vẫn cứ viết. Mấy con chó GVA, mấy thằng danh mà muốn làm đại ca. Lại đây tao nói nhỏ một điều lạ, một trách bởi đi tao mà kiếm tiền ăn học. Nhanh nhanh để tao không cho đừng có mà khóc. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, được diêu đi đi rồi tao hồ mà phêm. Này thì fame như mấy con chó. Cũng đã rất lâu cái tên của tao, có lẽ tụi mày cũng đã lãng quên. Nhưng một khi tôi đã trở lại thì chính cái tên tụi mày sẽ bị lãng quên. This game, kia nền rap cũng như con đốc sụt cạt bởi hoại cái rap. Về thì tặng cho mày dù chỉ một vơi nhưng đêm khuya cũng phải ghé tay lên chén. Tự hỏi sao ác thiệt, đi kê mày ác thiệt. Nhưng đó là quả báo dành cho con chó đã gây ra ác nghiệt. Sống ở trên đời mày phải biết người vào biết ta. Đừng có khinh ai xúc phạm đến ai, làm tao gặp mày là phải giết nha. Chịu đứng trước mỗi người rap thực sự ta không thiết tha. Tao rap vì đam mê không như tụi mày cứ rap vì fame đê. Tao chết vì đam mê không như tụi mày cứ chết vì ham mê. Tông đồng trên tay mày bước về Việt Nam có ngày tao lại nó. Còn thằng tay phải mày còn bố láo gặp tao quên chuyện cái mạng chó. Hòa bên trong rap vì nay không bùng nổ vì chính lũ chó mày khơi dậy. Wow. One one the gangster vì đây khi tao đã own my. This game là chó tao xem phần chương trung cột của non sai. Tuổi càng ngày càng cao nhưng sắp đầu thì vẫn lú. Chỉ biết có gọn để chữ đơn giản tin thích đúng. Tao biết mày nói rằng thì tao ở đây còn lâu kém. Nhưng rap thì tao là vì đam mê chứ không bao giờ thì cần fan. Tao nghĩ tên mày thì rap vẫn là một con đốt siêu khủng. Nhưng sao bọn mày thì nhận ok. Anh đây thì siêu khủng. Chỉ vào cơn số lớn đó bắt đầu nghĩ hoang dại. Gặp cứ gặp cơm ừ thì anh nhanh đại. Tao nói cho tụi mày biết cái chị tử nó nằm đâu. Cái tài cái nôi của việc rapper thực sự nó thâm sâu. Nó ấn đồ ra con gọn để thể hiện cái chân. Và nhạc của tao không để cho tụi mày nghe lũ chó để kiếm thính. Đây là track của anh mày đang cảnh cáo cho trường cái thói và ngu và đúng. Cộng thêm cái tội là chảnh láo. Sống trong biệt thự thì thằng nào cũng muốn có danh tiếng. Để khắc tên mình lên trên bán vàng thì mày phải dâng hiến. Dẫm đạp lên nhau sợ lời quát lát để rồi ganh tiếng. Đến vẫn từ bước xa cấp bên nhau siêu đây vẫn hãnh diện. Đứng lên chỗ việc rap tụi tao cuộc chống nhà. Địch mẹ GVA hội tụ một đám gà. Rấu cổ mà gáy một lũ xếm lại chơi pháo vàng hả. Chẳng khác một lũ được rửa bóng chiên đi mà áo vàng. Và lắng nghe tao rap lỗ tai tụi mày sẽ phải giãn ra. Cảm bác cả má tao cho cả nhà tụi mày phải công giãn ba. Đụng tới tụi tao tao cho cái bang tụi mày tan vã. Lòng người giả thú thì tao vẫn giết dù mày cái trang giả. Tụi mày thích găng ha. Nhà mày thích tan gia chiến với tụi tao rồi tao cho tiền mày là đánh tan ha. Con đường tụi tao đang đi tao nghĩ tụi mày phải gian ra. Một vợ của tao sẽ đưa tụi mày về ký bài ha. Oh my god, nơ chứ là dòng SK. Anh thế của anh ấy thì cũng ra dòng cây. Dòng suy nghĩ của anh là ngôi sao đây. Các bạn có thể không vẫn đi mượn quần áo có bao giờ anh trả. Thế mà lúc nào anh cũng phải là đại gia đại ca. Có mấy lần anh bị dọa chém em chém nè. Sau khi gặp em anh đây lại xén. Không còn cho anh vì phải sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nhưng đâu khó phải vì đó mà anh lại sống chó. Vô hào 60 nhưng sao 17 nhân mai dám fit có phải không vậy. Đối với luôn là run đó. Giết được thì giết đi tao thách mày đó. Không ai được tuổi mày. Không không bậy tao đây nhau sợ ai. Not sai kinh mít sai kinh sao sai kinh. Bây giờ đây chỉ như một lũ con thầy. Giờ tao sẽ đi dạy lại cho mày biết ai là thầy, cho mày biết ai là cày, cho mày biết mày là ai. Và tao sẽ cho mày biết là COD vẫn mãi là bất diệt, vẫn mãi đứng trên cao sánh đôi với ngàn sao. Và tao muốn cho mày biết là trong mắt tao DSK này nào vẫn mãi chỉ là cô nít. Vẫn mãi chỉ là con bitch. Mà em ơi, đứng đầu chuyện gì con nít mà cũng bày đặt làm pháo. Vàng muốn lộn con mày mày để cái bùa tao nó phán vào. Chưa đéo biết nhục của mày là hết trên mày. Đừng đợi tao tán vào. Một sao tổ tông nhà mày thì anh em tao cũng ráng đào. Xin lỗi tụi mày chẳng
to như tàu ở mỗi buổi sáng nào, nào cũng có tới sáu nè. Anh tàu pháo vàng là phải thấy máu chàng cái con đi mẹ thằng như quay thằng cha của mày là con gây thân phận mày chính là con cày ngày xưa vì đi đầu tàu thần tài bây giờ cũng chính mày số bảy có ăn cướp rồi phản thầy rằng dạo tàu đây hôm nay sợ nhét cả nguyên bộ cất vô hỏng mày. Chỉ là gà trước mặt tao mà mày cứ dám xem lồn là làm sao thích múc cả tao hả mấy cô đi léo này cô việc đâu là ngoài mặt cũng hôn nhưng trong lòng của mày thật là yêu tao đúng nha đừng có nhúc nhích nằm im cho ta đút đứt ta cho mày ăn xúc xích rồi mày ngồi đó mà cười khúc khích quắt chiếc lên làm hả thật là không có được đâu mày nhái được cái giọng lên nhưng mà không bao giờ làm được flow mấy con hoes mấy con gv hoes lại đây ta cho mày ngậm microphone mà tập câu là người Việt Nam ta nhục mỗi lần nghe đến tên mày cũng như thằng trò phải phục cứ mỗi lần nghe đến tên thầy. Đêm qua chuyên về bà mộng sẽ có một trận chiến này lửa do COD và CVR mơ mộng chưa đã dặn rằng anh em phải quyết tâm đánh chó cho phải chết đánh nó chết không được lết đánh cho đến hồi kết. Oh oh yeah this my oh từ đường xa có một chú chó hình như là con SK audit mẹ nó đó là một người của chúa tao không hùa đụng chạm đến chúa tao không đùa anh em tao đít mày lại sủa đéo chơi lại tao mày nguyên rủa muốn thắng được tao mày đã có cửa nghe rõ không SK tao nhắc lại lần nữa cho mày hiểu đấy đã xấu là đồ gấu mày gấu thì tao đéo sao con cắt cho mày hả thầy mặt đi đi tao nhớ xịt bịt miệng mày lại nha để tao lôi mẹ mày ra tụt quần và nhét cầu 21 thuốc vào lôi mẹ mày nà mẹ mày đau và kêu la nhưng tao vẫn cứ đít cho tan cửa nát nhà nếu mẹ mày có chết tao vẫn lôi lên hành hạ tao đố mày ra mỹ kiến nói câu nữa tao thiến bịt mỡ MSK. Yeah 60 rapper for G.O.D. Trình cuối đời soi MVD gà rồi anh rầm chúng mày đít không biết ngượng mồm dùng mặt beat cho công bằng nhá đánh phủ đầu tất cả lũ chúng mày mày có biết tao là ai không tao chính là James Bond điệp viên 007 ha 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 có giỏi bật đề đít con mạnh cả chúng mày